Xin chào mọi người, đây là mình đang qua cái cảnh cái cây lá rụng ở mùa thu lá rụng. Đây, cái cây nó rụng hết lá rồi thì nó sẽ ngủ đông. Thì cứ hàng năm khoảng tới mùa thu thì mà tất cả các cái cây này, các bạn thấy không? Cái cây nó sẽ rụng hết lá. Nó rụng hết lá là tới mùa xuân nó sẽ mọc lá lại, nó sẽ mọc bông, mọc hoa, mọc nó sẽ mọc lại. Đây là cái đồ mà để trượt tuyết đi, mới mua về. Các em thích, các em mang ra để chơi trước, nhưng mà chưa có tuyết thì trượt chưa có được. Còn hai em chó rồi cũng lâu lâu mới được ra ngoài, cũng thích lắm. Hiện bây giờ là cái thời tiết nó khoảng 10 độ C, thêm cái gió lạnh, cái gió nó thổi lạnh thì chắc khoảng cái cảm giác thì nó sẽ lạnh hơn. Đây là cái bông vườn bông hồng cũng tàn hết rồi, khô hết rồi. Nhìn rất buồn các bạn ơi, buồn lắm. Mà sống đâu quên đó. Chút nữa mình sẽ nấu nồi bún riêu cho các bạn thưởng thức nha. Hôm nay tập nấu bún riêu. Chào các bạn, đây là cái cảnh sinh hoạt nấu nướng, nấu ăn cuối tuần. Cuối tuần là chỉ được có 1-2 ngày nấu đồ ăn thôi các bạn. Đây, mình sẽ giới thiệu các bạn cái cảnh sinh hoạt ở bên chip bên Tây. Đây là cô bên kia là đang cắt bắp chuối. Bên đây họ ở ngoài chợ họ cũng có bắp chuối. Hôm nay bà xã mình đang cắt thịt nhỏ ra để cho nó luộc, cho nó ngọt nước. Cô chỉ định cho ông ca cái bản nào mà ra bản đó hay lắm, còn như hát mà thường thường á trời ơi, bản gì đâu dở quá. Xin chào mọi người, giờ bắt đầu nấu bún riêu. Quay bỏ lên YouTube rồi. Giờ quay lại. Sáng chưa lễ đâu mà không thấy. Sáng chai cho lúc lễ đi dưới luôn chứ. À, rửa đi, vào đây. Thuốc ngon, mẹ con, cái bào là bào hết sảy luôn các bạn. Nguyên liệu nấu bún riêu gồm có gạch cua lóc hộp, thịt heo băm, rồi trứng để đóng vô chung. Đây là thịt heo xương thịt heo để nấu nước cho nó ngọt nước đây các bạn. Thì bây giờ mình cái này mình cắt nhỏ ra rồi mình luộc sơ lại để cho nó đi hết cái chất nhờn, cái chất dơ rồi mình mới luộc chín lại sau. Thì như vậy nó mới nước nó mới thơm. Đây là nồi nước xương đang sôi. Đây có rau sống, có từ giới thiệu có giá, có rau gì đây, rau tía tô, rau húng nhúi, húng ủi gì đấy. Đây là cái thịt hồi lúc đó các bạn đã trộn xong hết rồi, trộn thịt xong rồi bây giờ mình lấy cái muỗng mình móc từng cục mình bỏ vô nồi, mình để thêm khoảng 45 phút cho thịt nó chín rồi mình ăn được. Đây là nó có đã có mổ sẵn rồi, cái gạch cua nó có mổ sẵn rồi.
đó nổi lên một thời đây. Đây là bún riêu hầm bà lăng, bún riêu phô muối. Bỏ dầu vô cái xìa để muốn để cho nó trơn. Còn bên mình không có bún tươi các bạn, thì bún khô phải luộc. Phải luộc bún khô đây. Đây là rổ rau. Có bắp chuối, rau muống, xà lách giá. Không nhúi không ủi gì à con, rồi có cả đè, có cả tiêu tô bên kia nữa. Đây là rổ rau, có bắp chuối, rau muống, xà lách giá, không nhúi không ủi gì à con, rồi có cả đè, có cả tiêu tô bên kia nữa. À, xin mời cả nhà ăn bún riêu nha. Đây bún riêu đã ấy rồi. Ăn đây, ăn đây, ăn đây. Lấy đi, lấy đi. Đứng thẳng, đứng thẳng lên. Rồi. Đó thì đang đông là chịu hết cho anh, chịu hết cho anh đấy. Vô đứng đi, vô đứng góc bên kia. À, ăn xong cho biết mùi vị cho nó chặt nhé. Đúng rồi. Dấu bếp ra ngon này gọi là nhập cái sót. Đó quả sao bình đó, còn phía bên kia. Cái này là chơi chứ mình giới mạnh luôn mạnh được. Có dầu mà phải xuống lấy cái rồi. Cái đó
mà bữa bà cái có cái gì bún riêu mà 10 đồng tô. Bác ăn bác chưa ăn chút. Còn nó ăn chút cường đúng rồi. Em nghe nó 10 đồng tô. Khô quá ăn khô quá. Sáng cho nó nhìn đầu bất cứ 10 đồng. Mời anh cơ. Mà ông cái gì không? Để là anh xảy nó lại còn rau có rắc. Không cái này đô ra bạc cho bạo nó. Anh có đóng gì bấm nên gì không bỏ vô đó. Cái dây gì chú? Cô cho bà mà thêm một cái đầu thì phải thêm cái thêm tiền. Bao nhiêu tiền đấy? Cũng hình như hai mấy đầu. Bắt lọc đâu cùng một ở nhà mà không có phải thêm cái đầu đó. Rồi chú. Nhưng mà mình phải mướn cái hộp của nó. Đúng rồi. Bây giờ nó biết rồi mấy tiền ngày bên kia là không thằng mấy nhà. Không. Con đang xài chui, con đang xài chui với lại ta, con đang xài chui. Chú là từ đâu là một con đi rồi, cái hộp nhiều như ba con, nhiều một mình xe ra đây, để cho đủ tiền mới đi làm đời. Bên trung dương, mình từ đâu là cháu bảo nó có bao tiền. Còn nếu mà bắt từ nhà này qua nhà kia thì nó mới là không. Thấy nó rồi nhưng mà thường họ nấu tôm rồi không đặt nữa.
Chương trình là hello thì ra cảm ơn mọi người và clip của mình hôm nay cũng tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, các bạn nhớ chia sẻ, like và subscribe nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.